Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên VTC14. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hơn 100 chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã được huy động để dập tắt đám cháy xảy ra vào chiều ngày 17 tháng 2 tại nhà kho của hai công ty chuyên kinh doanh vải sợi may mặc nằm trên quốc lộ 1A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Phản ánh của khán giả Văn Nguyễn, trú tại quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk, giao thông ùn tắc hơn 1 giờ đồng hồ. Phản ánh của khán giả Thanh Hải có số điện thoại 0903, 3 số cuối là 779. Người dân tại xóm Đồng Liệu, thôn Đại Trung, xã Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội đối mặt với những nguy hiểm rình rập của đường dây điện không cột trong khu dân cư. Phản ánh của khán giả Trần Hồng Đáng có số điện thoại 0982, 3 số cuối là 861. Các lực lượng đóng trên đảo Hòn Khoai, Cà Mau đang chung tay giữ gìn trước những diễn biến khốc liệt của thời tiết. Chia sẻ của khán giả Nguyễn Văn Bạch từ số điện thoại 0978, 3 số cuối là 842. Dơm khô trở nên có giá trị khi được thu gom làm thức ăn cho gia súc và bán lại cho các thương lái. Ghi nhận của khán giả Đăng Khôi có số điện thoại 0123, 3 số cuối là 728 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Bức thư pháp độc đáo hình kinh công của ông Đồ Đất Cảng, clip do khán giả Duy Nghĩa, trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng chia sẻ tới chương trình. Mới được du nhập vào Việt Nam chưa lâu, nhưng nghệ thuật làm hoa bằng đất sét đã thu hút đông đảo người yêu hoa nghệ thuật. Chia sẻ của khán giả Thiên Bình từ số điện thoại 0934, 3 số cuối là 028. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vào khoảng 17 giờ 15 phút ngày 17 tháng 3, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại nhà kho của hai công ty chuyên kinh doanh vải sợi may mặc nằm trên quốc lộ 1A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh đã phải huy động nhiều phương tiện và nhân lực để dập tắt đám cháy. Khán giả Văn Nguyễn, trú tại quận 5, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau gần 3 giờ nỗ lực dập lửa, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn. Vào thời điểm trên, khi các công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Hoa Kim và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Hoa Dương tại địa chỉ 902 quốc lộ 1A, quận Bình Tân đang giao ca làm thì bất ngờ phát hiện ngọn lửa bùng lên dữ dội tại nhà kho chuyên chứa sợi tổng hợp. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và đe dọa cháy lan sang khu vực khác. Nhận được tin báo, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh đã huy động lực lượng chữa cháy của các quận Bình Tân, Tân Phú, quận 12, Bình Chánh và cảnh sát cứu hộ cứu nạn với 18 xe chuyên dụng cùng hơn 100 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự và nhiều lực lượng khác cũng được điều động để điều tiết giao thông và bảo vệ hiện trường. Do vụ cháy nằm sát quốc lộ nên rất đông người dân hiếu kỳ đã dừng xe theo dõi gây ùn tắc giao thông. Đến 19 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, lực lượng phòng cháy chữa cháy vẫn liên tục phun nước vào bên trong để làm nguội hiện trường. Vụ hỏa hoạn trên đã thiêu rụi 400 mét vuông nhà kho cùng nhiều tài sản bên trong. May mắn không có thương vong về người. Sáng ngày 18 tháng 3, tại đoạn đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa hai xe ô tô. Có mặt tại hiện trường, khán giả Thanh Hải có số điện thoại 0903, 3 số cuối là 779 cho biết vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng giao thông đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau đây là những hình ảnh do anh Hải đã ghi lại và cung cấp tới cho chương trình.
Vào khoảng 7 giờ 15 ngày 18 tháng 3, chiếc xe khách biển số 47L7727 do tài xế Nguyễn Văn Lợi, 52 tuổi, trú tại thành phố Buôn Ma Thuột, điều khiển lưu thông theo hướng thành phố Buôn Ma Thuột về Gia Lai. Khi tới đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, thì xảy ra va chạm với xe ô tô biển kiểm soát 47C04335 đang chạy với tốc độ nhanh theo hướng Krông Năng, Buôn Ma Thuột, do tài xế Phạm Đình Dũng là nhân viên ngân hàng Agribank Buôn Hồ điều khiển. Tại trường, sau cú tông mạnh, xe ô tô của nhân viên ngân hàng Agribank Buôn Hồ bị hư hỏng nặng phần đầu, nhiều mảnh vỡ rơi vãi tại trường. Riêng chiếc xe ô tô khách bị hư hỏng phần đuôi sau, bể bánh và móc thùng. Rất đông người dân hiếu kỳ đã xúm lại theo dõi diễn biến sau tai nạn, khiến giao thông qua đây bị ùn tắc hơn 1 giờ đồng hồ. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông thị xã Buôn Hồ đã có mặt kiểm tra hiện trường và đưa phương tiện gây tai nạn về trụ sở để tiến hành xử lý. Được biết, vụ va chạm xảy ra tại đoạn đường giao nhau, đây cũng là điểm thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Theo thông tin khán giả Thanh Hải cung cấp, tại địa phương này lại vừa xảy ra thêm một vụ tai nạn giao thông gây thương vong. Vào khoảng 17 giờ chiều ngày 18 tháng 3, tại quốc lộ 27 thuộc thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, chị Vũ Thị Hạnh, 27 tuổi, trú tại Việt Đức 8, huyện Cư Quyên, thành phố Buôn Ma Thuột, đi đón con trên đường về thì bất ngờ bị xe container được kiểm soát 51C54594, chưa rõ danh tính lái xe điều khiển đâm phải. Cú đâm mạnh khiến hai mẹ con chị Hạnh ngã xuống đường, chị Hạnh tử vong tại chỗ, con gái 4 tuổi của chị bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk. Theo khán giả Thanh Hải được người dân chứng kiến vụ việc cho biết, khi tai nạn xảy ra, có một chiếc xe ô tô đỗ ở lòng đường làm che khuất tầm nhìn của tài xế container. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, chiếc xe này đã bỏ đi. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát giao thông thành phố Buôn Ma Thuột đã đến ghi nhận hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Khoảng 5 năm trở lại đây, người dân tại xóm Đồng Liệu, thôn Đại Trung, xã Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội luôn phải sống trong cảnh sợ hãi trước nỗi lo có thể xảy ra tai nạn về điện từ hệ thống đường dây xuống cấp. Là một người dân sinh sống tại địa phương này, khán giả Trần Hồng Đáng có số điện thoại 0982, 3 số cuối là 861 đã ghi lại một số hình ảnh và gửi tới phản ánh cùng chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Theo phản ánh của khán giả Hồng Đáng, trước đây, khi hợp tác xã nông nghiệp còn quản lý điện sinh hoạt, thì hàng cột bê tông và cột tre được người dân tự chôn và dây cấp điện thì người dân tự túc kéo về để cả khu sử dụng và đóng phí sử dụng điện đều đặn. Sau khi Sở Điện lực Hà Nội tiếp quản, địa bàn này thuộc sự quản lý của chi nhánh điện lực thị xã Sơn Tây, cơ quan chủ quản có kéo đường dây cấp điện cho khu dân cư nhưng lại không chôn cột điện mới mà họ nhờ vào cột điện cũ của nhân dân. Trải qua thời gian, mưa nắng, các cột bê tông bắt đầu xuống cấp, siêu vẹo nghiêng ngả. Các cột tre thì gãy dần, cho nên đường dây điện hiện tại chỗ thì nằm trên tường bao của nhà dân, chỗ thì xa xuống mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ điện giật rất cao. Cả các cháu nó trời quay theo sườn này nó còn bức xúc, còn nó cũng yêu cầu điện lực về để làm lại cái đường cột đã lâu rồi mà đến bây giờ còn đến này cũng chưa làm được. Thế mà các cháu trời thì nó quá nguy hiểm. Thế đến này để làng vừa đón được cái băng danh hiệu đăng văn hóa mà để vẫn để cái đường dây như thế này thì tôi cảm thấy nó bức xúc quá. Khán giả Trần Hồng Đáng cho biết bức xúc trước thực trạng trên nên người dân trong khu đã họp bàn và có ý kiến với cơ quan chủ quản bằng văn bản. Công ty Điện lực Sơn Tây đã cho người về khảo sát. Phía nhà cung cấp điện cũng đã đưa ra những lời hứa hẹn, tuy nhiên đó là chuyện của mấy năm về trước. Hiện nay vẫn không thấy động tĩnh gì. Đường dây điện vẫn ngày càng võng xuống mặt đường, người dân thì vẫn đóng phí sử dụng điện đều đặn hàng tháng và mòn mỏi chờ đợi một hàng cột điện mới, kiên cố và an toàn hơn. Gửi clip phản ánh tới chương trình, khán giả Trần Hồng Đáng hy vọng chính quyền sở tại cùng với cơ quan chức năng sẽ sớm khảo sát hiện trạng và có biện pháp sửa chữa, nâng cấp cây cột và dây điện trước khi mùa mưa bão đến gần, đảm bảo an toàn hành lang lưới điện cho nhân dân trên địa bàn. Thưa quý vị, về vấn đề này, góc nhìn khán giả sẽ liên hệ tới Công ty Điện lực Sơn Tây để xác minh và sớm xử lý. Thông tin chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong các chương trình tiếp theo.
Tại Cà Mau, hàng ngàn hecta rừng tràm trong đất liền đang tiềm ẩn nguy cơ có thể cháy bất cứ lúc nào. Còn ngoài xa đất liền, tình trạng hạn hán cũng đang diễn ra khốc liệt. Khán giả Nguyễn Văn Bạch từ số điện thoại 0978 3 số cuối là 842 cho biết, gần 3 tháng qua, khô hạn đã làm cho toàn bộ diện tích rừng trên đảo Hòn Khoai cũng đang oằn mình chống hạn. Nguy cơ cháy rừng đang ở cấp cháy cực kỳ nguy hiểm. Cấp cháy rừng trên đảo đã chỉ sang cấp cháy rừng cực kỳ nguy hiểm đã gần 3 tháng qua. Công tác phòng cháy chữa cháy rừng đã được lực lượng kiểm lâm chuẩn bị chu đáo từ nhiều tháng trước. Các ngã đường dẫn lên đảo đều có biển báo cấm lửa để nhắc nhở người dân không được sử dụng lửa tùy tiện. Hạt kiểm lâm rừng cụm đảo Hòn Khoai còn tổ chức quét dọn những khu vực có nhiều lá cây rụng để hạn chế vật liệu cháy. Dụng cụ chữa cháy cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng khi có tình huống xấu xảy ra. Tại đây, địa hình hiểm trở, nhiều dốc dựng đứng. Một số hồ chứa nước trên những khu vực cao cũng đã bị khô hạn. Nếu có xảy ra cháy cũng khó tiếp cận và dập lửa. Tuy nhiên, thời gian này, các lực lượng đóng quân trên đảo như đồn biên phòng Hòn Khoai, trạm Hải Đăng và trạm radar 595, ngoài làm nhiệm vụ chuyên môn thì cũng xem việc bảo vệ rừng là nhiệm vụ hàng đầu, nên đã phối hợp chặt chẽ với hạt kiểm lâm rừng cụm đảo Hòn Khoai trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Theo chia sẻ của khán giả Nguyễn Văn Bạch, đảo Hòn Khoai có diện tích rừng gần 600 hecta. Đây là cụm đảo lớn không chỉ có vị trí chiến lược về an ninh quốc phòng, mà đây còn là khu di tích thắng cảnh cấp quốc gia, có tiềm năng lớn về du lịch trong tương lai. Do đó, việc giữ gìn màu xanh của rừng trên đảo là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các lực lượng đóng trên đảo. Nhiều năm liền, rừng tại đây luôn được quản lý an toàn, không xảy ra một vụ cháy nào. Với sự chung sức, chủ động và chuẩn bị tích cực, quyết liệt của các đơn vị đóng quân trên đảo, anh Bạch tin rằng công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên đảo sẽ tiếp tục an toàn trong mùa nắng hạn khốc liệt này. Vài năm trở lại đây, cứ đến mùa thu hoạch, ngoài tất bật với công việc thu hoạch lúa, bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp còn huy động hết nhân lực trong gia đình, ra đồng thu gom rơm rạ, dự trữ thức ăn chăn nuôi hoặc bán lại cho các thương lái, góp phần tăng thêm thu nhập cho gia đình. Ghi nhận của khán giả Đăng Khôi từ số điện thoại 0123, 3 số cuối là 728. Mời quý vị cùng theo dõi. Vài năm trở lại đây, rơm trở nên có giá, được nhiều người tranh mua để trồng nấm, chăn nuôi gia súc, đệm lót trứng, trái cây. Từ một loại phế phẩm bị cào dọn, đốt bỏ, rơm được săn đón và mang về không ít niềm vui cho người nông dân sau mỗi mùa gặt. Hiện nay, rơm khô được thu mua với giá từ 700 đến 1 triệu đồng một hecta. Ngoài ra, các thương lái thuê nhân công thu gom rơm với giá 200.000 đồng một công, giúp hàng trăm lao động nghèo tại địa phương có thu nhập từ 150 đến 200.000 đồng một người một ngày, cải thiện cuộc sống. Giàu được chưa? Theo chia sẻ của khán giả Đăng Khôi, giá rơm rạ năm nay cao hơn so với mọi năm là do ảnh hưởng của nắng hạn kéo dài, làm cho lượng cỏ trồng và cỏ tự nhiên hầu như bị khô cháy, khiến cho người chăn nuôi lao đao về nguồn thức ăn xanh cho đàn gia súc. Ngoài tận thu rơm rạ của ruộng mình, những hộ nuôi nhiều gia súc còn phải đi hỏi các chủ ruộng để đặt mua ngay từ đầu vụ, nhưng nhiều lúc cũng không cạnh tranh được với tư thương mua rơm về lót trái cây hoặc xuất khẩu sang Nhật để chế biến làm thức ăn chăn nuôi. Yêu thích bộ
phim King Kong, nhà thư pháp Lê Thiên Lý ở quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đã viết thư pháp cách điệu thành hình con vật này với mong muốn gửi tặng đoàn phim công Đảo Đầu Lâu khi ra tới Hạ Long. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với những hình ảnh về bức thư pháp thú vị này qua clip mà khán giả Duy Nghĩa, trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng chia sẻ tới cho chương trình. Những ngày qua, ông Lê Thiên Lý thường xuyên đọc tin tức về đoàn phim công Đảo Đầu Lâu quay ở phong nha Kẻ Bàng, Quảng Bình và danh thắng Tràng An, Ninh Bình. Dù là người cao tuổi, nhưng ông rất yêu thích bộ phim khoa học viễn tưởng King Kong và ấn tượng với con khỉ đột khổng lồ. Ông nảy ra ý tưởng dùng nghệ thuật thư pháp, thế mạnh của mình, họa hình King Kong như một cách truyền tải tình cảm yêu mến với bộ phim. Những bức thư pháp hình King Kong được viết trên giấy điệp, giấy gió, giấy xuyến chỉ rất mềm và dai. Chữ công, King Kong được ông Lý họa thành hình King Kong có khuôn mặt dữ tợn, cơ bắp cuồn cuộn. Thậm chí, tên đạo diễn phim Jordan Ford Robert cũng được viết cách điệu thành con King Kong vác quả đất, khơi gợi sự vĩ đại, mạnh mẽ. Nhà thư pháp này cho biết đã sử dụng thủ pháp vật điểu phư, lối viết chữ thành hình con vật do ông sáng tạo ra để dành tặng cho những nghệ sĩ trong môn nghệ thuật thứ bảy đến từ Hollywood. Khán giả Duy Nghĩa được biết, để họa được hình con King Kong ấn tượng như vậy, ông Lý đã dành nhiều thời gian vào mạng Internet để ngắm nghía và cảm nhận về con vật này. Do phần cơ bắp của King Kong từ nách đến khuỷu tay bé hơn ở cánh tay, nên ông đã phải nghiên cứu để nét chữ tạo thành hình King Kong vừa giống và thật tự nhiên. Ông Lý hy vọng có thể dùng nghệ thuật thư pháp truyền thống để bày tỏ sự yêu mến với đoàn phim và cũng là cách để giao lưu văn hóa. Qua tác phẩm này, ekip sản xuất bộ phim sẽ biết đến Việt Nam không chỉ có những nhiều cảnh đẹp mà còn có nền văn hóa thật độc đáo. Từ những cục đất sét vô hồn, qua bàn tay tài hoa của con người đã trở thành những bông hoa có thần, có sắc. Vẻ đẹp của hoa đất sét làm mê mẩn lòng người từ chính sự giản dị mà tinh tế. Clip cuối cùng của ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến thăm một cơ sở làm hoa đất sét ở thành phố Nha Trang, Khánh Hòa để tìm hiểu về nghề thủ công độc đáo này qua chia sẻ của khán giả Thiên Bình có số điện thoại 0934, 3 số cuối là 028. Mới được du nhập vào Việt Nam chưa lâu, nhưng nghệ thuật làm hoa bằng đất sét đã thu hút đông đảo người yêu hoa nghệ thuật ở các tỉnh, thành phố lớn, trong đó có thành phố Nha Trang. Từ những nắm bột, đất, phù chi, bằng đôi bàn tay khéo léo, những nghệ nhân tài hoa đã nặn thành nhiều loại hoa rực rỡ sắc màu, quyến rũ như hoa thật. Hiện nay, các sản phẩm làm từ hoa đất sét khá đa dạng, từ các bó hoa cưới đến những chậu hoa lan, cúc, sen, hồng, dùng để bàn hay những giỏ hoa làm quà lưu niệm. Tuổi thọ của các sản phẩm hoa đất sét có thể từ 5 đến 10 năm. Vì thành phần chất liệu để làm hoa đều tự nhiên nên ít tác động đến môi trường. Hoa đất sét và các sản phẩm làm từ đất sét được nhiều người ưa chuộng bởi vẻ đẹp sinh động, giống như thật mà giá cả lại phù hợp, thuận tiện bảo quản và sử dụng được lâu bền. Các sản phẩm từ đất sét được người tiêu dùng trưng bày, trang trí trong không gian sống, phòng làm việc hoặc dùng làm quà tặng người thân. Theo chia sẻ của khán giả Thiên Bình, người làm hoa đất sét phải có tính kiên trì, khéo tay và đặc biệt phải có niềm đam mê bởi tất cả các công đoạn đều thực hiện thủ công. Để có một sản phẩm đẹp, yếu tố đầu tiên là chọn nguyên liệu. Đất sét để làm hoa tốt nhất là loại được sản xuất ở Nhật, rất mềm, dẻo, dai và mịn. Việc pha màu cũng quan trọng bởi nó quyết định vẻ đẹp của từng cánh hoa.
để màu sắc của hoa được bền, đất sét sau khi pha màu được cán mỏng thành tấm với độ dày và mỏng khác nhau tùy theo loại hoa cần làm. Công đoạn đầu tiên để làm hoa đất sét là làm cánh hoa. Để các cánh hoa đều nhau, người làm sử dụng khuôn tự tạo thích hợp với từng loại hoa. Từ các cánh hoa sẽ ghép lại thành bông hoa, nhưng để có bông hoa đẹp, người làm phải nghiên cứu kỹ đường gân, màu sắc của từng loại hoa để làm theo thật giống. Từng bông hoa được tỉ mẩn tạo gân, tỉa dáng, với những bông hoa có nhiều màu sắc thì thêm công đoạn phối màu. Nếu có dịp ngắm những bông hoa xinh đẹp được làm từ đất sét, chắc hẳn nhiều người sẽ không khỏi trầm trồ và thán phục bởi đôi bàn tay tài hoa của con người. Còn bây giờ, phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip đã phát sóng trong ngày hôm nay. Vào khoảng 17 giờ 15 phút ngày 17 tháng 3, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại nhà kho của hai công ty chuyên kinh doanh vải sợi, may mặc nằm trên quốc lộ 1A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh đã phải huy động 18 xe chuyên dụng cùng hơn 100 chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau hơn 2 giờ nỗ lực, đám cháy đã được khống chế. Tuy nhiên, 400 m2 nhà kho cùng nhiều tài sản bên trong đã bị thiêu rụi. Phản ánh của khán giả Văn Nguyễn, trú tại quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày 18 tháng 3, tại đoạn đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe ô tô. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, nhưng do có quá đông người dân hiếu kỳ xúm lại theo dõi diễn biến của vụ việc, nên đã khiến giao thông qua đây bị ùn tắc hơn 1 giờ đồng hồ. Phản ánh của khán giả Thanh Hải có số điện thoại 0903 3 số cuối 779. Khoảng 5 năm trở lại đây, nhân dân tại xóm Đồng Liệu, thôn Đại Trung, xã Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội luôn phải sống trong cảnh sợ hãi trước nỗi lo có thể xảy ra tai nạn về điện từ hệ thống đường dây điện xuống cấp. Các cột điện bằng bê tông siêu vẹo nghiêng ngả, các cột tre thì gãy dần, cho nên đường dây điện hiện tại chỗ thì nằm trên tường bao của nhà dân, chỗ thì xa xuống mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ điện giật rất cao. Phản ánh của khán giả Trần Hồng Đáng có số điện thoại 0982 3 số cuối 861. Gần 3 tháng qua, toàn bộ diện tích rừng trên đảo Hòn Khoai, Cà Mau đang oằn mình chống hạn. Nguy cơ cháy rừng đang dự báo ở cấp cháy cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, công tác phòng cháy chữa cháy rừng đã được lực lượng kiểm lâm đóng trên đảo chuẩn bị chu đáo từ nhiều tháng trước. Chia sẻ của khán giả Nguyễn Văn Bạch từ số điện thoại 0978, 3 số cuối là 842. Vài năm trở lại đây, cứ đến mùa thu hoạch, ngoài tất bật với công việc thu hoạch lúa, bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp còn huy động hết nhân lực trong gia đình, ra đồng thu gom rơm rạ, dự trữ chăn nuôi hoặc bán lại cho thương lái, góp phần tăng thêm thu nhập cho gia đình. Chia sẻ của khán giả Đăng Khôi từ số điện thoại 0123 3 số cuối 728. Yêu thích bộ phim Kinh Công, nhà thư pháp Lê Thiên Lý ở quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đã viết thư pháp cách điệu thành hình con vật này với mong muốn gửi tặng đoàn phim Công Đảo Đầu Lâu khi ra tới Hạ Long. Những bức thư pháp hình Kinh Công được viết trên giấy điệp, giấy gió, giấy xuyến chỉ rất mềm và dai. Ông Lý đã phải nghiên cứu khá nhiều để nét chữ tạo thành hình Kinh Công vừa giống và thật tự nhiên. Hình ảnh do khán giả Duy Nghĩa, trú tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng chia sẻ tới chương trình. Từ những cục đất sét vô hồn, qua bàn tay tài hoa của con người đã trở thành những bông hoa có thần, có sắc. Vẻ đẹp của hoa đất sét làm mê lòng người từ chính sự giản dị mà tinh tế. Tuổi thọ của các sản phẩm hoa đất sét có thể từ 5 đến 10 năm. Thành phần chất liệu để làm hoa đều tự nhiên nên ít tác động đến môi trường. Chia sẻ của khán giả Thiên Bình từ số điện thoại 0934, 3 số cuối là 028. Thưa quý vị, để cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị khán giả trong suốt thời gian vừa qua, từ nay tất cả các clip được chọn và phát sóng trong chương trình sẽ có cơ hội giành được một giải thưởng có giá trị từ chương trình, đó là chiếc đầu thu kỹ thuật số vệ tinh VTC HD V1 do công ty VTC Dịch vụ Truyền hình số tài trợ. Giải thưởng này sẽ được chính ban biên tập chương trình lựa chọn theo từng tuần và tiến hành công bố trao giải vào các chương trình chủ nhật.
Tới đây, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại. Nếu có thông tin, hình ảnh chia sẻ cùng chương trình, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn, hoặc quý khán giả cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.